Nhật Cường xin chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Nhật Cường TV. Nhật Cường chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và cũng không quên, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với Nhật Cường trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy nhớ giúp Nhật Cường bằng cách đăng ký subscribe nha. Cái này phải cần chia sẻ rộng rãi với những người Việt Nam sống tại Mỹ. Nếu có mua bảo hiểm nhà ở Mỹ mà đi du lịch bất kỳ nước nào trên thế giới bị cướp hoặc mất thì bảo hiểm nhà có đền hay không? Hôm nay anh em mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau nọ rồi. Em có một cái ý nghĩ. Ý nghĩ gì nhân trần? Em nghĩ là trước nay anh có rất là nhiều cái danh tánh rồi. Cứ mụn nè, đăng cử rồi, vì sao tôi đi rồi. Nhưng mà em theo dõi những cái thông tin và những cái chuyến đi của anh, em nghĩ là anh nên đổi tên đi. Ủa tên gì nữa? Nhật Cường vượt thời gian. Vượt thời gian? Hồi ghê quá. Cái gì nói là Nhật Cường vua thời gian, vượt thời gian? Thì cũng được, vua có nghĩa là nay anh đây, mai anh kia. Ngủ về là thấy anh ở nơi khác, ngủ về anh ở quốc gia này, ngủ được em. Mà nghe nói là anh mới đi Đông Âu về đúng không? Đúng rồi. Anh đi với bạn cùng phòng với hai người em ở Việt Nam. Anh chuyến đi đã đi bao nhiêu lâu mà rồi anh ghé những cái quốc gia nào? Thì anh đi đơn giản là 2 tuần. 2 tuần là bắt đầu anh bay tới Pháp xong xuôi anh bay qua bên Tiệp Khắc. Rồi từ Tiệp Khắc anh mướn chiếc xe. Rồi bắt đầu anh Tiệp Khắc là anh đi chơi 2-3 ngày, xong anh đi qua bên Ba Lan. Rồi chơi 2 ngày anh qua Hungary, chơi 2 ngày qua Slovakia, chơi 2 ngày Slovakia, rồi xuống Croatia, rồi về Áo, từ Áo về lại Tiệp Khắc, từ Tiệp Khắc trả xe xong bay về lại Paris chơi 2-3 ngày là bay về Mỹ. Đúng rồi, Nhật Cường vua thời gian là đúng rồi, gì mà anh bay còn hơn chim nữa. Nhưng mà trong cái chuyến đi của anh vậy đó thì có những cái gì mà anh có thể chia sẻ, chẳng hạn như ở bên đó người Việt mình nhiều hay không, hay là những anh đi vậy đó rồi muốn tìm món ăn Việt có không? Có, ở Tiệp Khắc thì có cái chợ của Việt Nam. Thì đa số thì cũng bán những món là bún riêu, cơm tấm, rồi bánh cuốn, bánh hỏi, nói chung là cũng nhiều món. Nhưng mà ăn nó cũng na ná giống như khẩu vị Việt Nam. Nó nói chung là cũng được, cũng không bằng, cũng có miền Bắc, miền Trung, miền Nam vậy đó. Còn vậy thì hãy nuốt cao sức để bài. Nói chung là mình chạy xe thì mình qua mình cái những cái cung đường đồng quê ở các nước thì rất là đẹp. Quên cánh đồng hoa cỏ vàng mênh mông bát ngát quá đẹp. Rôm nha. Đẹp quá. Cái cánh đồng hoa cải rất là bên đó thì tuyệt vời rồi, nếu mà nói về. Nhưng mà cái cuộc sống anh nghe nói cuộc sống bên đó họ rất là nhẹ nhàng, trầm lặng, không phải như cuộc sống ở Mỹ đúng không? Đúng rồi, nó cũng nhẹ nhàng lắm. Cái công việc làm họ cũng như con người của họ, nhưng mà rất là thanh thản. Rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đi trong vòng 2 tuần lễ như vậy mà đi biết bao nhiêu quốc gia. Rồi làm sao mà đủ thời gian đủ mà. Thời gian chứ. Vậy đó hả? Tại vì 15 ngày thì mình chia. Mình đi 7 nước thì có nước thì ở 3 ngày, có nước ở 2 ngày. Nói chung là phía Đông Âu đẹp cho nên mình dành thời gian nhiều. Mình ở 15 ngày, sau đó là mình quay về Pháp thì ở khoảng 6 ngày nữa rồi mới bay về lại Mỹ. Không những Đông Âu không nữa mà anh lại đi một chuyến châu Âu nữa. Anh đi lâu, đi trước dịch. Trước dịch luôn. Thì lần đầu tiên mình đi trong chuyến đi đó thì cũng hơi bị sốc. Là vì sao mình cứ tin và chủ quan, cho nên mình nghĩ ở nước ngoài là cái gì cũng yên tâm, không có sao, không có thể bị đập phá mất đồ này nữa. Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Thì có một chuyến đi rất là kỷ niệm gia đình mình với, và đồng thời với gia đình em Phong Nhung với 2 đứa gái đi chung một xe, rồi 3 cặp vợ chồng kia đi chung một xe nữa. Cặp vợ chồng đi chung một xe. 2 xe. Đó, mình lên là một xe, là 2 xe, mướn cái xe Mercedes-Benz. Thì lúc đó là qua, nhớ đâu là qua bên Ý, là ngay chỗ mà cái thác nghiêng. Anh em chúng tôi đã gửi xe xong, bây giờ đang đi vào nơi trung tâm tháp nghiêng tại Pisa, nước Ý. Gửi xe vô trong cái bãi gửi xe đàng hoàng, có camera an ninh đàng hoàng đó. Mình vô mình đậu xe trước camera luôn. Ngon lành, dùng làm sao là gì? An toàn quá rồi. An toàn ra, ra tham quan xong xuôi cái vô ngồi ăn bánh pizza, xong mắt mình nó giật. Linh tính. Linh tính, xong xuôi cái bỏ. Mình nói mình vô trong đó coi xe là sao. Thì vô ngay cái cổng đó, trước khi mà tới chỗ chiếc xe
thì mình mới nghía lên thấy cái camera đang chỉ gì bị quéo qua bên. Rồi mình nghi thế nào bị đập xe, thế là móc điện thoại ra mình cầm mình quay. Rồi và rất là hồn nhiên vô tư nha, rất là bình tĩnh, mặc dù đã lên tính trước rồi. Xe mình đã bị đập rồi các bạn ơi. Cánh cửa bên tài xế đã mở tung ra, mình nhìn thấy những mảnh vỡ vụn rất là nhiều của cái cánh cửa phụ đập tan nát hết. Thì Cường liền cầm máy quay toàn bộ xe, mình nghĩ là chắc trong xe không còn gì, thôi mình quay làm bằng chứng cho công an, cảnh sát tại nước sở tại. Thì mở ra thì hỏi ôi coi coi như là toàn bộ hành lý trong xe đã mất hết. Chúng nó đã hạ cái băng ghế xuống để chuyển các hành lý theo con đường này để đưa ra cửa trước, bởi vì hai cửa bên hông họ đập không có bể, nó rạn nứt hết tất cả, coi như là mất hết. Mà hơn là cái ba lô đó là của hai chồng người em, của hai đứa nhỏ, ba lô học trò. Trong đó để đựng bát bò, nghĩ là không có gì hết, trộm nứt nhưng mà trong đó còn bát bò hơn. Đó là bà xã mình mới gọi hỏi thăm người dân, người dân không đi qua lại, không ai dám trả lời hết. Rồi gọi điện thoại police, police cũng không ra tới hiện trường, police nó về tới chỗ cơ quan đi làm việc. Mười mấy vụ trong một ngày, cảnh sát gọi cho cảnh sát không có tới hiện trường bắt chúng tôi, tới đồn cảnh sát viết tờ đơn xác nhận giao bảo hiểm là xong. Police đó là ở trong này tụi tao đã tiếp hai gia đình bị mất rồi, ở phía trước đang ngồi ba gia đình lớn, năm người. Bây giờ tụi mày làm ơn tao đưa cái phiếu đơn, tụi mày điền ký vô mất cái gì khai hết vô, tụi nó giấu cho là xong. Em có người đau khổ với đêm nay là có bộ đồ một đó, ngủ trên xe mai giặt bộ đồ xong phơi khô mặc lại rồi đi chơi tiếp. Riêng cái chị này nè đó, chị đau khổ nhất, chị này đau khổ nhất nè, khóc liên tục. Bây giờ Bảo Ngọc còn cái gì trên xe nè, của Bảo Ngọc nè, Thiên Ngọc. Thiên Ngọc không còn cái gì hết á, laptop, bánh. Chỉ có giày thôi, chỉ còn giày thôi à. Bữa nay không còn cái gì luôn á. Bánh mất luôn. Bên đây anh Thịnh còn cái gì? Còn cái áo khoác, mà cái áo khoác bị hư luôn rồi. Rồi có nghĩa là còn một bộ không con? Không, không còn. Đây, là đồn cảnh sát mà cũng đây cũng là một nhóm người cũng mới cũng bị đập tiếng nói ra đây. Mấy người... Đây là bộ đồ nha nè, đó, bộ đồ nha, đó. Tụi nó đã dàn trận với nhau như thế nào đó, chỉ tấn công vô những người du lịch mà thôi. Không, cái này là theo anh quan điểm là anh nghĩ là bên đó nó hay dùng cái từ tụi rẹp, rẹp là có nghĩa là những thành phần bất hảo của các nước, tụi nước tới, và bên đó nó cấu thành một nhóm rồi nó, anh có nghĩ có sự liên kết với cái tụi cho mướn xe. Đó, tại sao biết cho mướn xe nó có con chip chứ không biết cách sao mà nó theo mình được. Cái lý do tại sao có con chip là lý do là kể tiếp nè. Sau này mới đoán được, chứ lúc đầu mình chưa đoán. Lúc đầu chỉ nghĩ là một cái sự gọi là trộm bình thường, vô cớ thôi, tự nhiên thôi. Đây, mình khi mình mướn xe nó có hỏi mình là mướn có bảo hiểm không? Ok, mướn bảo hiểm 2 triệu chứ đặt lương. Ở Mỹ cũng vậy thôi. Đúng, phải mướn 2 triệu, mất cũng phải mướn. Nhưng khi bắt đầu mình đi, mà nó nghĩ mình mướn cái hai cái loại xe tốt quá. Đó là thành phần này cũng nghi dữ. Thế là những cái lúc mà mình đi thì mình đều hành lý bỏ khách sạn xong mới đi du lịch. Thì khiến cho cái bữa đó là mình đi tới thành phố nước của Ý, Visa. Rồi xong xuôi mình chơi cho tán lý, ra từ đó mình di chuyển xuống thành Roma. Thì lúc đó mình bỏ hành lý xuống tham quan rồi đi ngược về lại Pisa S, thập nghiên. Thì không ngờ là cái lịch trình mình đổi từ bên kia đó qua bên Pisa luôn, rồi mới về. Thành thử ra xe mình gửi, mình nghĩ trong cái bãi đó có camera là an toàn khi đặt rồi nha. Bắt đầu mới đổi, bên bảo hiểm mới đổi cho mình chiếc xe khác, chạy về Ares Roma. Đó, chạy về Aruba xong xuôi về đó mình nghi là mình dặn cái xe ba vợ chồng kia đó là đừng đi đâu hết nha, bây giờ mình đi đâu là mấy bạn đi theo đó. Đó, không yên tâm. Thì lúc đó là mình đang vô đổ xe thì mấy bạn đó muốn đi siêu thị để mua đồ, thì mấy bạn đó mới nhờ Nhật Thịnh con trai mình nó nói tiếng Anh chở đi. Thì mình quay đi quay lại quay ra thấy mất mấy bạn đó, quả mới cầm điện thoại gọi cho con mình, gọi cho Nhật Thịnh. Nhật Thịnh nói là mấy cô mấy chú đang ở siêu thị mua đồ, hỏi đồ xe để ở đâu, có ai giữ không? Dạ xe để dưới hầm. Hỏi có ai giữ không? Nói chú họ cũng mới đi lên đây. Thôi kêu xuống chạy xuống liền. Vừa chạy xuống là có
ba bốn thằng nó dắt ba cái vali chạy đến cửa liền ha, đến cửa liền xuống. Nếu mà trễ tí xíu thôi là nó dọn hết cái xe, mà dọn ba vali hay lắm, như nó như lựa sao nó lựa là nó lựa bỏ gia đình một vali, ba lấy ba cặp ba cái vali đọc không? Mà nhìn cái xe đọc rất là hay, ngay chỗ cái má kiếm á, má kiếm nó có cái lỗ tam giác nhỏ, cái chỗ mà mình khoanh tròn màu đen á, đập vô trong lỗ thò tay vô nó móc giật lên là xong. Tôi nghĩ là cái đội ngũ này là chuyên nghiệp, mà có tổ chức đó. Thì nó đặt xong cái đó thì bắt đầu mình mới nghi là không có lý do gì mà khi mà tại sao xe mình vừa tới xuống dưới cái hầm đó là nó làm thịt liền, tức là nó đã theo dõi từ lâu rồi, có chip theo dõi rồi, đúng không? Đó chứ nếu mà anh mà muốn đi chôm đi cắp đi đập gì đó anh phải bị nghi đúng, từ xe nó mất quá trình đúng, lâu đúng không? Đúng, đúng. Không có thời gian để mà tính toán. Có nghĩa rằng là theo anh kể là em đoán được một phần nào họ đã theo dõi anh, họ đã nắm được cái đường đi của anh nước ở đây và anh dừng chân ở đâu, anh ở đâu, và thậm chí họ cũng có thể, cái này mình đặt đúng một cái chiều giả thuyết thôi, họ có thể đứng quan sát từ xa. Đúng rồi, có hết á. Đứng quan sát từ xa. Tại mướn xe tốt cái này nọ rồi bắt đầu ăn chia chứ. Với tụi mà cho mướn xe thì bên trong đó mình không biết mình hết, chứ lý do tại sao mà nó biết mình như vậy mà nó tập kích liền. Nhưng mà rồi ok, thì bây giờ sau khi mà như vậy đó, rồi cái cuộc vui sao? Thì cuộc vui đồ đạc, áo quần, tiền bạc, tất cả mọi thứ. Trời ơi, nó lấy mình nó thẳng luôn nha. Nó lấy mình hết, không còn gì, cứ còn ba quần xì. Trời đất ơi. Đây là anh Cường, hôm nay chúng tôi đi du lịch đến lấy hết. đi lên tháp nghiêng. Tháp nghiêng bây giờ có người em nghiêng luôn. Nó đập cái xe lấy hết, nó cõi gì hết, còn ba cái quần xì. Rồi những cái mất mát, những cái tài sản cá nhân của anh rồi làm sao ai đứng bảo hiểm nữa? Bảo hiểm gì? Thì, du lịch mà bảo hiểm gì? Thì du lịch bảo hiểm tính mạng con người. Rồi bảo hiểm cái kia thì mình đâu có biết được là ai đền cho mình đâu. Nhưng mà cái này cái hay, cái này là nhờ MC Nhân Trần nói mình mới sực nhớ, cái này phải cần chia sẻ rộng rãi với những người Việt Nam sống tại Mỹ. Vì đây là một câu chuyện có thật mà mình đã trải qua rồi. Thì như thế này, thế là câu chuyện đó vừa bắt đầu xong là khoảng đâu hai mươi mấy ngày sau đó, bà xã mình buồn lắm. Tại vì mất mát mà đâu có được đền gì đâu. Đúng rồi. Bà xã mình buồn ở trong cái lúc mà đang làm neo á, cho một cái vị luật sư da màu á, thì cái chị ấy mới nói là mày sao buồn quá vậy. Thì giờ mình nói tao mới đi du lịch với chồng tao ở châu Âu về, bị đập lấy đồ hết này nó mất hết tất cả. Xong xuôi, ủa thế mày có bảo hiểm nhà không? Thì giờ hỏi bảo hiểm nhà có liên quan gì ở đó không? Tao là luật sư, tao vừa mới bị, tao bị đập xe tại Las Vegas, cho nên tao mất, tao lấy bảo hiểm nhà ra nó đền cho tao. Đúng, nhưng mà đó là ở trong Mỹ, hôm nay là anh ở châu Âu. Nhưng mà nó có cái chi tiết nữa là dù mình bất cứ nơi đâu trên thế giới mà mình có mua bảo hiểm nhà tại Mỹ, bất cứ mất ở đâu thì mày báo cho tao biết. Thứ nhất là mày phải đưa cái receipt của mày mới mua đồ thống kê ra. Rồi thứ hai là mày phải đưa tao cái giấy mà chứng nhận của police, nó xác nhận là mày bị đập xe, mày mất mát kê khai gì, nó có đóng dấu ký tên để bên bảo hiểm, nó cho nó thời gian nửa tháng nó để điều tra. Nếu đúng thì nó đền đó. Xong cái bà xã mình mới nghe mừng quá, mới chạy về, mới gọi điện thoại cho cái anh người Việt Nam á, anh là bảo hiểm cho người đại diện đó. Người Việt Nam nó không biết luôn. Ồ, em còn không biết, em ở Mỹ ba mấy năm em còn chưa biết. Em cứ nghĩ rằng là ở Mỹ, yes, anh có bảo hiểm nhà, anh đi bất cứ chỗ nào, anh bị cái gì nọ đâu, anh được quyền claim, từ vì đó là tài sản cá nhân. Mà mình có nhà, mình mua cái bảo hiểm nhà là một chuyện, nhưng mình mua luôn cái bảo hiểm, nó kêu là cái content insurance, có nghĩa là những cái tài sản cá nhân của mình nằm trong nhà của mình. Mà nếu mình đem ra khỏi nhà, mình đi chơi, mình bị mất, cái đó em đồng ý với anh. Còn cái này là cái vụ của anh, là cái vụ quả toàn. Thực sự anh nói về em cũng ngạc nhiên luôn là đi ra khỏi nước Mỹ qua một cái quốc gia hoàn toàn khác lạ, thì làm sao họ tin tưởng được. Thì đó, chính vì vậy cái người đại diện Việt Nam nó cũng không biết, nó ô để tôi gọi cho sếp. Thì sếp nó có đời,
bây giờ mày cầm giấy tờ gì đó rồi làm hết, thì bà xã mình mới gọi về Việt Nam cho mình, đưa những cái clip lúc mà quay đập ra, rồi đưa những cái giấy mà của police đã đóng dấu, rồi đưa những cái receipt ra xếp hết ra đưa cho tụi nó. Tụi nó đúng nửa tháng sau điều tra xong hết này nọ, nó đền cho mình lúc đó cho bà xã mình cũng mười mấy ngàn đô. Ừ, nói đó, chung là cái chia sẻ không, cái này rất là hay. Cái này, cái thông tin này thì qua cái thông tin này em cũng sẽ tham khảo lại, và đây cũng là một cái thông tin hay. Và quý anh chị em và các bạn theo dõi cái chương trình của Nhật Cường này thì đây cũng là một thông tin bổ ích, và nếu mà các anh chị đi chơi thì nhớ tham khảo với lại cái công ty bảo hiểm của mình anh ha, hoặc là cái người đại diện mà bán bảo hiểm cho mình đó, để coi có hay không. Nếu giả sử như không có thì quý anh chị cũng nên mua, đôi khi nó tốn chỉ cần vài chục đô thôi cho một cái chuyến đi đó mà nó đem được cái sự bình an cho mình, đúng không? Đúng rồi. Nhất là trong cái thời điểm hiện nay thì mình mới vừa coi tin tức đọc báo thì đâu xa ở tại Cali, người mà mới vừa bị đây là bạn ca sĩ Phạm Thanh Thảo, vừa mới tới ngay Phước Lộc Thọ là đi với chồng vô mua sắm xong xô ra đập xe lấy hết. Anh biết nguyên một cái chuông đồ của tụi em hả, chống pho chống khoác luôn, giọt sạch bách luôn, sạch mắt luôn anh. Nó đập cửa sao hả hay cửa trước? Nó đập cửa sổ ở phía đằng sau cái cửa sổ phía đằng sau người lái đó anh. Thì anh mới sực nhớ đó, ok chờ anh tí xíu. Anh với bà xã ngồi xuống nói chuyện với Thanh Thảo, chỉ cách cho Thanh Thảo, ca sĩ Văn Thảo biết về, lấy hết những giấy tờ này nọ này nó đưa vô bảo hiểm nhà bảo hiểm đời liền. Ủa Thảo nhắn tin là anh ơi, nhờ anh chị mà tụi em lấy tiền bảo hiểm 6.500 đô đó anh, bữa mua đó cỡ 8.000, cảm ơn chia sẻ nha. Anh làm clip trên YouTube chỉ cho người ta đi chậm khúc bây giờ dữ quá trời. Sau khi mà người ta trừ cái tiền deductible gì đó là họ đền cho tụi em được 6.500 luôn á anh. Hay không? Hay quá. Đó là tôi thật luôn, đó là ca sĩ Phạm Thanh Thảo luôn á. Vậy là bây giờ cứ đi chơi nữa là cứ an tâm không? Bây giờ kế tiếp là có dự tính là đi đâu nữa hay không? Kế tiếp nữa thì sau những cái show ở Mỹ này thì mình cũng có những bạn bè, những người em trong cái giải cúp cấp ba America sắp tới nè, rồi sẽ mua gì là giải cúp đá banh á, cúp đá banh ở Mỹ sắp tới này ở Cali, ở Mỹ Atlanta là đội Canada đá với Argentina có Messi đó. Rồi mình được coi một trận nữa ở Houston, rồi coi một trận nữa ở Las Vegas là có Brazil đá với Colombia đó. Coi như là mình được thưởng thức trong cái mùa này, rồi cô thưởng thức sau đó là mình phải về Việt Nam lo một số công việc, show quay phim, rồi đến ngày 22 phải bay qua Pháp diễn trên cái chuyến du thuyền 7 ngày tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha, đầu tháng 11 mới trở về lại Mỹ. Thôi cũng chúc anh luôn thuận tiện trên mọi nẻo đường và thành công, cũng như là cập nhật những cái thông tin mỗi chuyến đi của anh để cho những khán giả hâm mộ của Nhật Cường Official cũng như là trên hài Nhật Cường đây. Và nhân chẳng cũng rất là vui được gặp lại anh ngày hôm nay, thì cảm ơn buổi nói chuyện và chia sẻ của anh rất 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 là bổ ích. Mong quý vị giúp chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Chân thành cảm ơn. Bản thân nhân chàng cũng học được vấn đề này. Và chúc cho anh được sức khỏe. Anh em mình sẽ tái ngộ vào những chương trình kế tiếp. Chúc cho MC nhân chàng luôn mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Và cũng không quên cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Nhật Cường. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an. Giúp giùm Nhật Cường hãy đăng ký subscribe theo dõi nha. Bye bye. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.